Điện Kremlin cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cố gắng khơi mào cuộc chiến với nhiều nước tham gia, đồng thời cảnh báo Mỹ và Anh về yêu cầu của nhà lãnh đạo này. Đài RT ngày 6 tháng 10 cho biết, cáo buộc được Điện Kremlin đưa ra sau khi ông Zelensky yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Nga để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Cụ thể, phát biểu trước Viện Nghiên cứu Lowry-Úc ngày 6 tháng 10, ông Zelensky kêu gọi NATO đảm bảo Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại lực lượng Ukraine. Để làm được điều này, ông Zelensky kêu gọi khối quân sự do Mỹ dẫn đầu và cộng đồng quốc tế thực hiện các cuộc tấn công phòng ngừa chống lại Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng lời kêu gọi của ông Zelensky sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại không thể lường trước được. Điện Kremlin yêu cầu cộng đồng quốc tế đặc biệt chú ý đến tuyên bố của ông Zelensky, nhất là Mỹ và Anh. Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine cố gắng kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nga nhiều lần tuyên bố họ không xem xét tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine, nhưng cảnh báo sẽ sử dụng bất kỳ biện pháp cần thiết nào để bảo vệ biên giới, người dân và chủ quyền của mình. Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko đề nghị Quốc hội Ukraine tham gia cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột giữa hai nước ngay lập tức. Đề xuất được đưa ra tại diễn đàn nghị viện G20 ở thủ đô Jakarta, Indonesia vào ngày 6 tháng 10. Hãy để chúng tôi, Quốc hội Nga và Quốc hội Ukraine ngồi sau bàn đàm phán ngày hôm nay tại diễn đàn nghị viện G20, bà Matvienko phát biểu.